Chưa hôm nay chúng ta cùng ăn lẩu cá tầm ngay tại thành phố Đà Lạt và tự mình cắt rau luôn. Đây là loại cải hoa hồng ha, trồng theo dạng khí canh các bạn. Đó. Lạ quá, nó đẹp quá ha. Nó đẹp quá trời luôn đó. Lần đầu tiên chúng ta đi hái rau ăn lẩu ngay tại Đà Lạt. Rau sạch nha. Ngọt ha. Ủa này có cái gì quên rồi nè. Su hào. Đó. Củ su gọi là su hào, quên cái tên gì quên rồi. Đây chính là phần lẩu các bạn ha, đó lẩu cá tầm nè, 339.000 đồng các bạn xem nha, cá tầm nhiều lắm. Và đây chính là cái phần rau chúng ta đã hái, thoải mái ăn luôn nha về phần rau. Sáng hôm nay ở ấp Ánh Sáng, trung tâm thành phố Đà Lạt, ăn bún bò Huế kiểu Đà Lạt, đó tô này 50.000 các bạn ha, quá trời đã không, bự ơi là bự. Trời, ăn ngồi ngoài đúng. Dạ ngồi ngoài à, cảm ơn em. Và đây là chánh điện của ngôi chùa người Hoa nổi tiếng nhất ở thành phố Đà Lạt, Thiên Vương Cổ Sát Tự. Và đây là quán cà phê Treo Veo ngay tại thành phố Đà Lạt, một quán cà phê có view đẹp và cà phê ngon các bạn, rất nhẹ nhàng. Đây các bạn xem nè, view rất rộng nha. Và bây giờ là khoảng độ 9 giờ sáng ngày 23 tháng 2, 2024 từ khách sạn căn hộ TTR Studio, thành phố Đà Lạt. Buổi sáng trời rất mát mẻ các bạn. Buổi trưa nắng nóng nha. Buổi tối lạnh. Rất bình yên. Giờ là 9 giờ 20 phút sáng các bạn ha. Mình đang có mặt ở khu ấp Ánh Sáng, trung tâm thành phố Đà Lạt. Sáng hôm nay ghé qua đây ăn bún bò Huế. Ở đây là bún bò Huế mì quảng bún riêu luôn. Tô lớn 50, tô nhỏ 45, tô em bé 35, tô đặc biệt 60. Cúc bún bò Huế bún riêu mì quảng, địa chỉ 28 Ánh Sáng, phường 1, thành phố Đà Lạt. Số điện thoại 0798 686 876. Rồi gọi hai tô. Mình lấy hai tô lớn ha. Dạ hai tô lớn. Còn em người Huế à, em người ở đâu em? Dạ em người gốc Huế ha. Gốc Huế luôn hả? Dạ người Đà Lạt nhưng mà gốc Huế. Gốc Huế. Dạ. Giờ sinh trưởng ở Đà Lạt ha. Dạ đúng rồi, em sinh ra lớn lên Đà Lạt. Vậy là cái cách nấu này của em sẽ là like Đà Lạt nhiều hơn đúng không ạ? Dạ đúng rồi, ấy là phận cho người địa phương thôi. Anh thấy có cái sườn bò gì ngon quá vậy ta? Dạ giò. Cái giò hả? Dạ, bên trong cái nồi này nè, anh xem chút xíu được không? Đây nè, đây nè. Ok, cái này giò hả? Giò tươi. Giò tươi okay. Nấu mỗi ngày, ngày nào tụi em nhập hàng ngày đó. Rồi, được rồi, cảm ơn em ha. Dạ. Cái tô lớn 50 ngàn là có cái giò heo á hả? Dạ đúng rồi anh, bò rồi. Giò. Dạ rồi. Còn anh ăn tô đặc biệt thì có bò giò chả. Bò giò chả hả? Dạ đúng rồi. Chả chả Huế. Dạ đúng rồi anh. Rồi. Cho anh cái giò thịt nha. Cho giò thịt ha anh. Đúng rồi, giò thịt. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ em hả? Em bán từ 6 giờ sáng tới 8 giờ tối là hết rồi. Huyết. Huyết được huyết bò nè, huyết. Dạ đúng chính xác. Huyết bò. Lấy huyết bò mới ngon, huyết heo là nó bị nổi á, nó bở bở, nó mới ngon. Đấy. Dạ thịt như thế này được không? Đúng rồi, đúng rồi, được rồi. Quá à, cái tô này 50 ngàn á hả? Nhìn đã quá em. Rồi một lần nữa đây là tô bún bò Huế có giá 50.000 đồng ha, cái phần giò heo rất là lớn. Lớn lắm các bạn.
Đây chúng ta quan sát một lần nữa rồi chúng ta ăn nha. Ăn xong chúng ta sẽ nhận xét một lần tổng thể luôn. Cảm ơn em nhiều. Đây là nước xả bỏ vô ăn trong cái bánh mặn. Nước xả. À để riêng không bỏ chung. Không, cái mùi đã thấy đậm rồi đó. Mà pha nếm nước nó hơi trong trong ha. Cái mùi nha nó đậm đấy. Chút thử. Chúng sẽ tới là tiếp. Cái rau này mình trụng được không em gái ha? Trụng nước sôi. Đây. Ở đây có sa tế, có ớt, ớt cay, ớt ngâm. Sử dụng cho Limex thì cũng ổn đi. Đó. Rồi, một lần nữa ăn, ăn xong rồi ra ngoài vườn hoa chúng ta chơi. Chơi hoa. Nên trụng giúp cho anh. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn. Mình bán này bao lâu mà bao nhiêu năm em ha? Dạ hơn 20 năm. Hơn 20 năm. 20 năm. Bao. Chắc từ thời má của em. Thì mình ăn xong tô bún bò các bạn ha. Đây là vườn hoa cúc ngay tại khu vực ấp Ánh Sáng. Bây giờ chúng ta đợi mình chút xíu nha, sẽ nhận xét tổng thể luôn về tô bún bò. Đi quay hoa chút xíu cho các bạn xem. Mỗi một lần đến đây á, thì cái khu vực này họ lại trồng một cái màu hoa, một cái loại hoa khác nhau các bạn. Đợt trước là hoa sắc pháo màu đỏ, bây giờ là hoa màu vàng. Dòng chữ ngoài kia ghi là Đà Lạt, thành phố bốn mùa hoa. Mấy bữa trước mình có chạy qua đây nhưng mà không có ghi hình. À, Đà Lạt, thành phố bốn mùa hoa. Ủa vậy hả? Đứng trong đây nói chuyện cho dễ. Cuối cùng đi luôn. Đây là khu vực ấp Ánh Sáng của chúng ta ha. Đó, mình xoay một vòng đợi Minh chạy ra luôn rồi nhận xét. Ở bên góc tay trái chính là khu vực chợ Đà Lạt. Bạn nào thích chụp hoa cúc ghé qua đây nha. Mùa này vẫn còn đẹp các bạn. Nghe mình nhận xét ha về tô bún bò Huế. Cái điểm mạnh của họ là phần thịt và phần giò. Rồi. Phần nạm, phần thịt bò ngon. Phần giò heo họ luộc là nó mềm vừa đủ. Ok. Và phần thịt vẫn còn ngọt nha. Dạ. Rồi. Cái thứ hai là nước lèo. Nước lèo của họ là nó thiên về vị nhạt á. Cái mùi lúc đầu bưng ra thì nó thơm nhưng mà cái vị ở trong tô thì nó nhạt nhạt. Okay. Và em ăn đó, em phải bỏ thêm ít nhất là sa tế nè. Okay. Nước mắm nè. Okay. Và cái phần ruốc xả. Ruốc xả đó, em bỏ vô khá là nhiều để vừa vị của em. Okay. Nhưng mà hỏi em là 50.000 có xứng đáng cho với cái tô này không thì nó xứng đáng. Okay. Xứng đáng ở chỗ là phần thịt nhiều, cái giò ngon đó. Rồi nhưng mà có hợp vị không thì nó lại không. Nó hơi nhạt chút xíu đó với em đúng không? Rồi. Nhưng mà em có thể điều chỉnh được. Rồi cái quan trọng nhất là cái nước lèo. Ừ. Cái phần nhiệt của cái tô này lúc mà bưng ra em vẫn thấy nó bốc khói đó. Ừ. Nhưng mà lúc mà chạm đũa có thể nó nguội. Nguội. Nó kiểu như nó không vừa đủ nóng. Ok. Không đủ nóng. Em muốn là cái tô mình lúc bưng ra nó ít ra nó còn sụp lên đó. Ừ. Cảm giác ăn nó sẽ nghiền hơn. Có giống như tô bún riêu tối hôm qua. Đúng rồi. Đúng không? Tô bún riêu tối hôm qua là ăn đến giọt nước cuối cùng vẫn còn nóng. Nhưng mà nếu mà ví dụ ai đi Đà Lạt mà ví dụ ở gần chợ Đà Lạt có thể ghé qua ăn thử. Ok, đây là một điểm có thể ăn bún bò được. Có thể xứng đáng với tiền. Ok. Rồi, sau đây là phần nhận xét của mình. Cũng giống như Minh thì mình đánh giá cao cái phần nạm. Là cái phần nạm bò nó ngon các bạn. Mềm, không có bị khô. Cắn vào một cái mới cảm thấy đã miệng. Cái giò heo cũng ngon luôn. Từ cái phần thịt tới phần da nó sẽ có cái độ tươi, có độ béo. Tuy nhiên mình lưu ý chút xíu, mình có nói với chủ tiệm á là ở chỗ là đôi khi cái phần da có đôi chỗ nó phần lông á, nó nhổ chưa hết sạch hoàn toàn 100%. Mà mình thấy cái điểm này á, là rất nhiều tiệm họ bị nha các bạn. Từ Sài Gòn ra tới các nơi là một số nơi về các bạn gọi là giò heo á, là đôi khi cái phần lông là làm chưa có tới được 100%. Không kỹ á. Đó là cái phần mình thường là mình góp ý với các tiệm rất nhiều. Về cái phần nước lèo này đối với mình là nó tương đối là ngon chứ không phải là nó
có nghĩa là đối với mình á, thì nó sẽ là hơi lạc chút xíu, rồi đối với mình cảm thấy là cũng là ổn các bạn. Mình chỉ cho thêm chút xíu cái phần ruốc xả vô thôi, mình không có cho nước mắm vô, mình ăn vẫn thấy là nó ngon. Cái mùi của cái bún bò Huế nghe rõ, hiển nhiên đây là bún bò Huế kiểu của Đà Lạt các bạn nha, chứ không phải là kiểu của Huế hoặc của Sài Gòn. Cái phần sa tế rất là cay, do đó các bạn bỏ ít thôi, cộng bún được. Như vậy thì tô bún bò Huế này ăn ngon, nhưng mà cái phần nhiệt của nó cũng là cái phần mà nãy mình nói là nó rớt rất là nhanh, nó sẽ nguội nhanh lắm các bạn. Ăn nó cảm giác nó ấm ấm thôi chứ nó không có là nó nóng sôi lên, nó nóng sùng sục hay kiểu nó nóng làm cho mình đã cái miệng. Thì khi mình bước vào nói chuyện với chủ tiệm á, thì chủ tiệm cũng nói như vậy luôn, nói là đúng là cái phần nhiệt của cái bún bò Huế này nó rớt rất nhanh. Mà em đó em đứng bán em nấu, em nói là em cũng không hiểu tại sao là phần nhiệt vậy, trong khi là cái nồi á thì nước nó nóng rất là nóng, nhưng mà khi mà đưa ra tô bún một cái thì nó lại nguội. Mà trong khi ẻm cũng đã trụng cái phần bún rồi, sau đó cho phần nước lèo vô. Cái này em nhớ bún riêu của Ngọc Hường ở quờ các bạn tháng 8 không? Không, mình nói đúng là bún bò bún xương á. Không, bún bò lo là bún bò Huế Út Hưng. Bún bò Huế Út Hưng cũng bị cái điểm này ở ngay tại Sài Gòn, nhưng mà bún riêu Ngọc Hường lúc trước cũng có bị luôn. Có một lần là tại không tăng nhiệt lên. Đúng rồi. Có một lần góp ý là cổ tăng nhiệt lên thì nó sôi. Đó. Còn thì mình bún bò Huế Út Hưng là thường xuyên bị luôn. Không hiểu tại sao luôn, có nghĩa là bún bò Huế chất lượng họ rất ngon ở Sài Gòn, bún bò Huế Út Hưng nhưng mà vẫn bị một cái điểm diệt, và bao nhiêu năm trời vẫn bị các bạn. Đó. Đang sôi luôn múc ra cho mình là nguội. Dạ. Thì nói chung đối với mình Sài Gòn, xin lỗi, đối với mình Đà Lạt thì bún bò Huế ngay tại chỗ này có tên là Cúc là ăn được các bạn. Nếu các bạn đang ở chợ Đà Lạt thèm thèm bún bò, nói chung là đói ghé qua đây ăn được. Mình thích nhất chính là cái cách trả lời của em đó rất là vui vẻ, dễ thương. Hồi nãy mình chạy ngang đây thật ra là mình không có dự định ăn đâu, mà mình thấy cái vườn hoa này mình dự định quay, xong mình cũng muốn là quay một shot hình về cái ấp ánh sáng. Chứ từ ra đánh giá cao về gọi là cái khu này á, thì mình không có đánh giá cao đó các bạn. Thực sự là mình không đánh giá cao khu ấp ánh sáng bây giờ nữa đó. Nhưng mà dù sao thì sáng hôm nay ăn bún bò Huế Cúc mình cũng thấy là khá là vừa lòng với đồng tiền bỏ ra 50.000 đồng đó, từ cái phần thịt tới cái phần heo. Cái lượng bò. Bún họ cho cũng đúng rồi, lượng bún cũng nhiều luôn. Nói thật là ăn no đó. Dạ, rau cũng nhiều luôn. Quan trọng nhất là thái độ thôi. Đúng rồi, thái độ rất quan trọng. Nói chung là ăn no, khá ngon. Rồi các bạn ghé qua nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi uống cà phê. Mà trước khi đi uống cà phê có thể sẽ ghé qua một điểm nào đó nữa, rồi để chụp hình một cái rồi chúng ta đi nha. Đẹp quá chỗ này. Ngày mai Tết Nguyên Tiêu 15, bữa nay 14. Có mặt ở chùa Tàu Thiên Vương Cổ Sát Tự, thành phố Đà Lạt. Thông đẹp quá trời luôn. Bầu trời trong xanh nè à, mê không? Để xem gần Tết Nguyên Tiêu họ có trang trí gì không nha. Em có chạy xe xuống luôn hả? Đây là lý do đến đây. Ghé vô Thiên Vương Cổ Sát Tự. Chúc mừng năm mới. 2 năm rồi mới quay lại. Đây là một trong những ngôi chùa mà mình nghĩ là các bạn đến Đà Lạt nên đến. Chứ hôm qua đi cái Sam Tan Hills Đà Lạt thì mình thấy là nó mang tính chất là kinh doanh thôi. Đó, chúng ta vô đây nha. Từ Vạn Phật Điện quận 5 bây giờ cũng đã có đây. Xin xăm giống Vạn Phật Điện quận 5 á. Ừ, chắc là mô hình từ Vạn Phật Điện quận 5 lên rồi. Ok, ok. Rồi, thấy rồi. Từ Vạn Phật Điện quận 5 đã lên. Các bạn nhớ không? Vạn Phật Điện quận 5 có cái mô hình xin xăm tự động đó. Thấy đông quá, đi chỗ khác. Wow, trời ơi, cái cây hoa anh đào đẹp quá trời. Mai anh đào.
xoay một vòng trước khi vô chánh điện các bạn ha, để mình cởi giày ra. Đó. Tượng Phật Di Lặc, Hoan Hỷ Phật hả? Đây bên trong chánh điện. Rất là trang nghiêm và đẹp các bạn. Hoa lan nha. Đây một lần nữa. Wow, mấy cái đèn đẹp không? Phật quang phổ chiếu. Ôi, chúng ta nhìn lên chánh điện trước khi đi ra. Bé dễ thương không, nó quậy kìa. Quậy đâu, bò vòng vòng. Ừ. Cái sàn trơn á. Ừ. Đây chúng ta bước ra các bạn ha. Ở đây ghi là chùa Tào, chùa Phật Chầm, chùa Thiên Vương Cổ Sát. Trong chùa có 3 tượng Phật bằng gỗ có mùi thơm, chiều cao mỗi tượng Phật là 4m và trọng lượng mỗi tượng khoảng 1.500kg. 3 tượng Phật này xuất xứ từ Trung Quốc, được Hòa Thượng Thọ Giả thỉnh từ Hồng Kông sang Việt Nam vào năm 1958, và cùng thời gian đó ngôi chùa cũng được dựng lên bằng cột gỗ mái tôn. Tây phương Tam Thánh Phật bao gồm tượng Phật ở giữa là A Di Đà Phật, tượng Phật bên phải là Quán Thế Âm Bồ Tát, tượng Phật bên trái là Đại Thế Chí Bồ Tát. Như vậy là chúng ta có lịch sử về ngôi chùa và 3 tượng Phật. Thích Ca Phật Đài, bây giờ các bạn sẽ thấy là một cây mai anh đào đẹp lắm luôn á. Đó. Wow, trời lớn đẹp dữ vậy. Cao ơi là cao luôn. Rực rỡ luôn. Rồi. Cây mai anh đào đẹp quá. Đó. Ôi lớn lắm các bạn. Cái cây này nó cao cả chục mét luôn á. À, không ngờ luôn. Mấy cây lận chứ phải có một cây nha. Nhưng mà cây này vẫn là cái cây lớn nhất. Thank you.
Em lấy cái đầu xôi đi. Đầu xanh hả? Từ từ. Và đây chúng ta đã tới nơi quán cà phê Treo Veo. Đây là một trong những quán cà phê mình thích nhất ở Đà Lạt các bạn. Treo Veo, một khóm cây. Chúng ta đi qua đây xuống quán cà phê Treo Veo. Gửi xe bên ngoài ha. Ngay bên cạnh khóm cây này nè, có người trông coi. Từng bước một. Rồi, chúng ta tới nơi nha. Quán cà phê đây mở cửa từ 7 giờ sáng tới khoảng độ 8 giờ tối các bạn nha. View rất đẹp, yên bình. Mọi người vào một góc. Ở đây có sự đầu tư chỉnh chu. Các bạn thấy là các bạn trẻ đến đây khá là lịch sự nha. Hôm qua mình đi quán cà phê nhà bên suối thì rất nhiều bạn ngồi chơi đánh bài. Mình cảm thấy không gian nó không có được thoải mái lắm các bạn. Ở đây thì nhẹ nhàng. Màu tím của hoa. Mấy hôm nay ở Đà Lạt bầu trời trong xanh lắm các bạn. Hoa anh đào đẹp nữa các bạn ghé qua nha. Sài Gòn hiện tại đang rất là nóng luôn, nóng từng ngày. Có xin phép hai bạn gái đây mình chụp chút xíu hoa. Rồi mình đi vô. Đây chúng ta cùng xem các loại thức uống nha. Có wifi hoạt động khá mạnh các bạn. Từ cà phê đen, cà phê sữa, bạc xỉu, latte, cappuccino, americano, tất cả đều có nha. Cốc nhỏ nhẹ nhàng, có sự tươm tất, có sự đầu tư. Các bạn ở đây làm việc vui vẻ và nói chuyện rất nhẹ nhàng các bạn. Rồi, chúng ta chuẩn bị lên lầu ha. Cầu thang gỗ. Và đây không gian bên trên nhìn xuống.
Đây cận cảnh một số cái ghế mình thấy dễ thương các bạn, chủ yếu bằng gỗ nè. Vạt nắng bên ngoài. Rồi, chúng ta chuẩn bị uống một ly cà phê nha. Và đây là ly cà phê latte 60.000 đồng của mình các bạn nha, khá thơm ngon. So với cà phê Phúc Long thì cà phê đây ngon hơn, thực sự là ngon hơn các bạn, ngon hơn một bậc á. Có thể mình sẽ làm một cái clip tổng hợp về những quán cà phê mà mình cho là ngon và đẹp ở Đà Lạt. Các bạn đợi nha. Đây là khoảng độ 1 giờ trưa các bạn ha, trên đường Hùng Vương, thành phố Đà Lạt. Đây cây bông giấy. Và chúng ta cùng nhìn qua đây. Man Đào. Ngay một biệt thự rất đẹp các bạn. Bây giờ chúng ta đi qua nha. Đẹp quá. Cây này rất là lớn các bạn. Cây gốc man đào này là số 96 Hùng Vương các bạn nha. 96 Hùng Vương, thành phố Đà Lạt. Nhà có nhiều hoa. Một biệt thự. Các bạn, hiện tại là khoảng 1 giờ trưa ha. Trưa hôm nay chúng ta đến đây. Nhà hàng Rau Khí Canh Đà Lạt. Địa chỉ là 114 Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt. Số điện thoại 0818 186 179.
Rồi, nhà hàng này có tên là Tori. Cái đặc biệt của nó chính là chúng ta được quyền hái rau đó, làm lẩu. Và bây giờ chúng ta phải chạy xuống 20m đó. Không thôi thì các bạn đi taxi đi. Rồi mình chạy xuống từ từ. Đà Lạt là vậy đó. Thành phố nào đường đi đã mỏi. Wow. Rồi mình đi bộ xuống từ từ các bạn nha, để xem Tori có ngon hay không. Tori. Đây đi xuống từ từ tới chỗ này là chỗ để xe. Đó. Rồi tiếp tục đi. Tori. Đi bộ thì dễ dàng, chạy xe cũng không khó, nhưng phải thắng lại. Có đầu tư về mảng đường đi các bạn ha. Đến Đà Lạt chủ yếu ăn rau, ăn lẩu. Để xem coi. Bây giờ mới bằng nè. Wow, có không gian bên đây nữa. Có cây cà chua. Nhìn cây cà chua một cái. Quá wow, trời trái luôn. Đây, Tori. Cây dương sỉ. Ngoài sau có không gian này ngồi mà hơi nắng. Rồi, không chơi. À, ngoài sau có vườn rau đó, rau khí canh đó. Rồi, để qua đây coi xem họ bán giá thế nào. Đi hái rau làm lẩu. Được không vậy? Ừ. Rồi, ngồi đợi chút xíu, quyết định chọn cái lẩu gì. Cắt sát gốc hả? Bây giờ cái rau nào ăn với lẩu cá tầm em? Rau nào cũng được hả? Cải hoa hồng. Cải hoa hồng hả? Ok, 339.000 đồng cho lẩu cá tầm về đi hái rau. Đó, muốn hái sao hái? Muốn hái thì nhân viên muốn phục vụ ra. Ừ. Là rau đó, hái lòng. Hái dưới đó hả? Ừ. Không biết hái rau nào đây. Đó, mấy cái này. Thủy canh á, trồng thủy canh á. Ừ. Để cái rau này bây giờ rau gì đi em? Nhìn nó lạ quá. Mấy này là ăn luôn hả? Không biết nữa. Cái rau này rau gì em hả? Rau cải keo. Rau cải keo hả? Giờ cắt cái lá nó được không em? Cái vị nó ngọt không à? Mỗi lần chỉ cái nào ăn lẩu cá tầm em? Dạ. Rau nào ăn cũng được hết. Rau nào á? Ăn sống. Ăn lẩu là rau gì? Dạ thử một hai lá này Minh cắt thử một hai lá coi. Hai lá được ha. Bẻ. Cắt luôn cái cuống đó đúng không? Đúng rồi. Là cắt sát gốc luôn. Rồi. Cái này nãy em nói là cải gì em? Dạ, cải keo hả? Mình mở cửa từ mấy giờ em gái ha? Dạ, 10 giờ sáng tới mấy giờ tối em? 10 giờ tối rồi. Cải xoăn. Coi cái nào nó già cho nó non quá rồi. Non là sợ bị đắng hay gì đấy. Đây. Cải xoăn. Đã chưa? Đó, cái này gọi là rau này là rau thủy canh chứ hả? Sao gọi là khí canh ta? Khí canh. Ờ, vậy nó khác với rau thủy canh. Thủy canh là dưới nước, còn này là hơi nước. Này khí canh. Rồi. Cái này gọi là cải thìa đó. Cải thìa là coi như là lấy nguyên cây luôn cũng được. Này em cắt đi, mới không ăn được hư cây. Rau là bự thì ăn thôi. Ồ, đẹp quá hả? Thế là họ có cách họ cắt. Ừ. Mình không biết mất công thôi. Rau khí canh. Cũng hay. Tốn rau. Cái này trồng là coi như có phun thuốc không vậy em hả? Dạ, không ạ. Không ạ. Rau sạch hoàn toàn hả? Giờ có cần phải rửa không? Chắc phải rửa bụi vậy hả? Đó. Ở bên đây là coi như là này là cải như cải mà. Cải xanh á, cải xanh là sẽ nó đắng đắng đấy. Cải này thường nấu với gừng với lại cá thác lát nè.
cải xanh, cải bẹ xanh đấy. Trời. Cho ông này ông đi cắt mà ông dám cắt gì hết. Không có biết ăn cái cắt thôi. Đi cắt cải nó sẽ rất là đã tay đó. Rồi bên kia có xà lách kìa. Mất công hư của người ta. Này, gặp tôi là tôi bức luôn chứ. Cái nó đẹp đẹp tôi cứ thử hết. Này xà lách. Ủa đâu rồi xà lách kìa, xà lách bên kia kìa. Như vậy nãy giờ chúng ta thấy có xà lách, có cải bẹ xanh, rồi có nhỏ. Cái nào lớn lớn mới ăn được. Chưa. Mới trồng nó chưa có già. Rồi. Non quá nó sẽ bị đắng đấy. À, như vậy là chủ yếu là có ba cái loại rau nè. Ủa này nó xịt nước ra vậy đây. Hả? Rồi. Đấy. Các bạn thích ăn rau tự hái ghé qua đây gọi cho vui các bạn hả? Ngoài sao đây nhiều lắm là Minh ơi. Ê. Chỗ này nhiều này. Rồi đừng xịt nước cho mình nha. U dạ. Mình qua cái rạ cải này lạ lắm nè. Cải này cải gì vậy ta? Cải hoa. Cải hoa hồng hả? Rồi ăn sao? Đây 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 đây. Lần đầu tiên thấy cái cải này nha. Đấy. À. Tiếp tục qua rào quá trời luôn thiệt. Đấy, cái cải hoa hồng này chỗ này này. Nhà hàng mình hoạt động bao lâu em hả? Ủa đó cải bẹ xanh mà. Nãy giờ cắt nhiều đó lá đó hả? Nhiều đó lá đủ ăn rau không? Đủ rồi. Đủ hả? Anh ăn rau nhiều lắm em ơi. Cho anh thêm chút xíu rau nữa đi. Lá ăn được mình mới hái thôi chứ. Biết rồi. Ủa cây này nó già nó có bông luôn nè. Nhân viên phục vụ nhìn chung cũng dễ thương. Như vậy là cái vườn rau nó cũng tương đối là lớn các bạn nha. Đó. Nhưng mà để phục vụ cùng lúc khoảng độ mấy chục khách mà ăn cái vườn rau này chắc nhanh đó. Dù sao thì có được có trải nghiệm gọi là đi hái rau trong vườn cũng vui vui. Đây, họ nói là trồng không phân thuốc nè. Đó, đôi khi nó sẽ bị như vậy nè. Rồi, vô. Rồi, hái rau xong rồi, bây giờ chúng ta đi lên ăn lẩu nha. Rừng 1 giờ trưa hơn rồi. Cái phần lẩu có giá 339 ngàn đồng các bạn ha. Lẩu cá tầm, bây giờ các bạn quan sát nè. Ở bên trong đây sẽ có cà chua, có măng, có thơm, có cà pháo. Đặc biệt là có cà pháo hơi lạ chút xíu. Bút lên lần nữa mình. Măng chua. Ok. Cà chua. Và ở đây chúng ta thấy cái lượng cá tầm rất là khá các bạn. Đây là cá tầm nha, cá tầm tươi nha. Đó, nhìn cái màu sắc cá các bạn biết. Thêm nữa chúng ta có cái dĩa rau mà chúng ta đã hái. Nhưng mà có thêm cái cải thảo là cải dài á, họ cho thêm. Đây là phần bún. Với lại cái phần nước mắm ớt rất nhiều. Ở đây chúng ta đã gọi đến một lon Coca-Cola và một chai nước suối. Bây giờ chúng ta cho mừng cá vô đi. Rồi cho vô. Cho ít vô đi. Khoảng độ 6-7 miếng vậy đó. Nó nóng lên rồi. Cá tầm này dai lắm thì các em cho hết vô cũng được. Nó dai lắm, bản thân cá tầm rất là dai. Chứ không phải mềm như cá ba sa đâu. Cho vô hết luôn đi. Ok. Ăn đông vui các bạn nha. Buổi trưa mà nó cũng là khá là mát chứ không có nóng. Tuy nhiên ăn một hồi biết có nóng hay không. Rồi, chính rồi các bạn ha, đã quá trời luôn. Cái lẩu này nhiều lắm luôn á nha, ăn có thể được 3 tới 4 người luôn. Nãy như nói là 3 4 người mà. Cá chắc thành luôn. Cho cá vô đi. Rồi. Một miếng nước. Cà. Măng. Đã quá. Quá trời luôn. Nhiều lắm. Múc đông thấy cá chưa? Không thấy măng rồi. Đây, cá nữa không ăn không? Rồi, nãy ở dưới á. Ok. Để anh gấp đi. Măng đâu rồi? Măng tươi đấy. Thơm. Măng tươi rồi. Thơm. Đây nè. Măng.
Bỏ xuống đi, cho miếng nước vô. Rồi. Lật mấy cái rau, cho mấy cái rau vô trong cái nồi luôn. Ok. Thế thôi ha. Ừ, bẻ đôi được rồi. Mấy cái rau đó không cần bẻ đôi cũng đủ rồi. Này ha. Cái lá dài phải bẻ. Ok. Rồi, ăn thôi, ăn thôi. Đó, rồi. Rồi, cảm ơn anh. Có dạ, có đủ lửa. Đó, rồi, rồi, rồi. Anh à. Cảm ơn. Thấy nó nóng đấy. Cảm ơn anh trời nhiều. Đừng có để chín quá. À. Anh để chín quá anh nó mới độ ngọt hả? Dạ. Rồi, cảm ơn. Này cho anh chủ đi. Rồi ăn thôi, ăn thôi, đừng để chín quá. Vô luôn. Mày lấy cái dĩa rớt cá ra bớt đi. Ừ, đúng rồi, rớt bớt đi. Cái này ngon lắm các bạn ơi, thực sự rất ngon nha. Đầu tiên chính là phần nước lẩu, nó sẽ là vị chua cay nhẹ, ngọt nhẹ, nước đậm đà. Đúng rồi. Đúng rồi. Phần măng tươi ngon, cà chua ngon, phần cá rất ngon các bạn, ngọt thịt, có độ dai, có độ béo. Nói chung là cá tầm là cái dòng cá gọi là thích ăn chua. Đúng rồi. Chua nó rất là vừa mà nó nó nhấn lên á, vị chua nhấn lên. Dạ. Rất đáng đến đây các bạn, nên đến đây ăn nha. Đúng rồi. Thực sự là ngon lắm. Thơm lắm, thơm. Ừ, thơm lắm luôn đấy. Rồi, tập trung ăn hết thôi. Nó gần trung tâm, ngay bến xe Liên Tỉnh. Nó gần với bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt, tức là gần với bến xe Phương Trang đó. Hết cái dốc xuống. Đúng rồi. Tức là từ bến xe Liên Tỉnh chỗ xe Phương Trang dừng đổ á, các bạn đi vô đây chút xíu mà khoảng độ cây số không ta? Đó. Khoảng độ cây số là tới các bạn nha. Đó, vị trí dễ tìm lắm. Vừa tới Đà Lạt rồi, ghé vô ăn. Ừ, đúng rồi. Ngon lắm, ăn đi các bạn. Gần trung tâm. Nên thử, cái giá cũng vừa phải nữa. Ừ. Cho 4 người mà. Rau ăn thoải mái luôn nha, không có khống chế về rau. Rau là cứ ăn hết là xuống hái thêm. Ừ. Đấy. Rồi, mình ăn xong các bạn ha. Nhà hàng Rau Khí Canh Tori Farm 114 Tô Hiến Thành, thành phố Đà Lạt. Số điện thoại 0818 186 179. Rất là ngon. Lẩu cá tầm măng tây cà pháo 339. Nước suối một chai 10.000. Coca-Cola một lon 15. Khăn lạnh một cái 4.000. Tổng số tiền là 368.000 đồng. Rất đáng để đến đây các bạn nha. Bạn nào thích ăn lẩu chua cay ghé qua đây, thực sự là ngon, cá ngon lắm. Đó. Mình ăn sạch toàn bộ cái phần cá luôn các bạn. Hai người ăn no, thực sự là no. Nhờ nếu mà bốn người không đủ đâu không. Cái này chỉ có thể dành cho ba người. Ba người ăn thì no, nếu mà bốn người không đủ đâu. Ba người sức đứa thanh niên, sức thanh niên các bạn, đang tính sức thanh niên về lượng protein đó. Khi hóa ra có cá tầm sống ở đây là Đà Lạt họ nuôi cá tầm luôn đúng không em? Ở nuôi cá tầm nuôi ở đâu ta? Ồ vậy hả? Quá trời không con này. Anh nhớ là khu vực ngoài Bắc Sa Pa đồ á thì có nuôi. Ở đây là mình cũng có nuôi cá tầm với cá hồi vậy. Rồi bự quá trời không? Trời chỉ nó ngon 3,5 kg. 3,5 kg. Con này tầm 2,1 kg. Cái wasabi bên em bán cá tầm là bán sao ta? Tính theo ký đúng không? Mấy cái đó chỉ là mình con thì mình mới làm. Riêng về cá tầm sống này thì khi ăn nguyên con thì mới có đặc biệt, không có được cái sùng. Ok. Sùng vì cái này là đặc biệt, cái món đặc biệt quán sùng cá tầm. Ok. Hồi nãy quên cái giờ bán bên em là mấy giờ ta? Giờ bên em là từ 10:30. Rồi. 9 giờ tối là hết nhận món. Rồi. Mùng 1 ngày rằm vẫn bán đúng không? Dạ. Ngày mai là ngày rằm bên em có bán không? Thì có, ngày nào bên em cũng bán. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Thực sự là cá ngon lắm các bạn. Đó. Thích ăn cá tầm ghé qua đây nha. Lẩu ngon quá trời. Mê. Đây, con nào lấy được là được. Cái điểm trừ đó là cái chỗ để xe không có cái mái che. Do đó nó nóng thấy bà luôn. Ủa gì hả? Ở đây nó nóng quá. Không biết. Hóa ra toàn bộ không gian này của họ hết luôn. Đi bộ lên trước nha. Ở đây có cây cà chua, có trái. Nãy tưởng cái cây gì.
Chiều tối đến đây ăn là ngon luôn các bạn. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp. Không phải dễ chạy lên, còn dốc.